à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải nghe về danh chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô đi tìm hiểu bài số 5 Ôn tập phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100 Tiết 1 À, chúng mình sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Yêu cầu các con là hãy tính nhẩm. À, chúng ta sẽ có hai ý này, ý A và ý B. ta sẽ thực hiện lần lượt cùng với cô nhé. 40 cộng 60 thì sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? À, bằng 100 đúng không? Rồi tương tự nào, 30 cộng 70 à, cũng bằng 100. 90 cộng 10 bằng 100. Rồi ý B nào. 100 trừ 40. Nào chúng mình có 100 trừ 40 bằng bao nhiêu đây nhỉ? Các con sẽ thực hiện lấy à, lấy 10 trừ đi 4 là cả được 6 này. Sau đó viết thêm một chữ số 0 nữa vào. Vậy chúng ta sẽ được kết quả bằng 60. Tương tự 100 trừ 70. Cô sẽ có là bằng 30. Và cuối cùng 100 trừ đi 80 thì sẽ được 20. Được chưa nhỉ? Rất là đơn giản đúng không? Bài số 2 nào. Đặt tính rồi tính. Ở đây cô sẽ có 3 câu. Thứ nhất là phép tính 52 cộng 6. Các con sẽ thực hiện đặt tính theo cột dọc như sau. Chú ý cho cô này. Các số ở hàng đơn vị phải thẳng hàng với nhau. Hàng chục phải thẳng hàng với nhau. Ví dụ ở đây số 6 thì phải thẳng hàng với số 2, đúng không ạ? À cô biết là rất là nhiều bạn đã sẽ nhầm đặt số 6 thẳng hàng với số 5 nhá. Chúng mình sửa lại cho cô này. Rồi về phần cách cộng, các con sẽ thực hiện cộng lần lượt từ phải qua trái. Mình cộng ở hàng đơn vị trước này Cô có 2 cộng 6 là bằng 8. 5 ở đây thì các con sẽ hạ xuống. Như vậy cô sẽ có kết quả bằng 58. Tương tự, ý tiếp theo 24 cộng 73. Cô có 4 cộng 3 bằng 7. 2 cộng 7 bằng 9. À, vậy là chúng mình đã có kết quả bằng 97. Ý cuối cùng là một phép trừ nào. 88 trừ đi 43. 8 trừ 3 bằng 5. Và 8 trừ 4 bằng 4. À, vậy là câu này sẽ có kết quả bằng 45. Rất là đơn giản đúng không nhỉ? Rồi chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 3. Ý A nhỏ. Nối hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu. Ở đây cô có tất cả là 8 đám mây đúng không ạ? Các con sẽ nối 4 đám mây ở trên với 4 đám mây ở dưới tương ứng với những phép tính mà có cùng kết quả. Đầu tiên thì chúng mình sẽ cùng cô đi tính kết quả trước được không nhỉ? Ở phép tính đầu tiên nào, đám mây đầu tiên chúng ta sẽ có là 40 cộng 30 bằng 70. Đám mây thứ hai, 60 cộng 6 bằng 66. Đám mây thứ ba, 20 cộng 80 bằng 100. Đám mây thứ tư, 52 cộng 2 bằng 54. Rồi chuyển cho cô xuống hàng dưới nào. Mình sẽ có đám mây đầu tiên là 68 2 bằng 66. 64 10 bằng 54. 100 30 bằng 70. Và cuối cùng là 50 cộng 50 bằng 100. Được chưa nhỉ? Rồi như vậy sau khi cô đã thực hiện tính xong cả 8 đám mây rồi thì chúng ta quan sát xem là những đám mây nào mà có chung kết quả các con sẽ nối với nhau ở đây ví dụ với đám mây đầu tiên cô có kết quả là bằng 70. Đúng không ạ? Vậy chúng mình sẽ nối với đám mây cũng có kết quả tương ứng. Đúng chưa? Tương tự nào. Đám mây thứ hai có kết quả bằng 66. À, chúng ta sẽ nối với đám mây. À, đám mây 68 trừ 2. Tiếp tục với đám mây thứ ba cô có kết quả bằng 100. mình cũng sẽ nối với đám mây ở dưới. Cũng là kết quả 100. Được chưa nhỉ? Rồi đám mây cuối cùng nào. Cô có kết quả bằng 54. Các con sẽ nối với đám mây ở dưới cũng có kết quả bằng 54. Rất là đơn giản đúng chưa nhỉ? Rồi chuyển cho cô sang ý B nhé. Ý B nào. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu. Chúng mình sẽ thực hiện lần lượt cho cô. Cô có 60 trừ đi 20 thì sẽ bằng bao nhiêu đây ạ? Nào. 60 trừ đây 20 thì sẽ bằng 40. Tiếp tục các con sẽ lấy 40 cộng với 34. Được bao nhiêu các con sẽ điền kết quả vào ô thế này. Nào, 40 cộng với 34. Cô được bằng 74. Và cuối cùng chúng mình sẽ lấy 74 trừ đi 30. Và cô được kết quả bằng 44. Đúng chưa ạ? Rất là đơn giản. Đúng chưa nhỉ? Rồi tiếp tục nào, chúng mình cùng cô chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài số 4. Đầu năm học, lớp 2A có 31 học sinh. Đến đầu học kỳ 2 thì lớp 2A có 4 học sinh chuyển đến. Hỏi khi đó lớp 2A có tất cả là bao nhiêu học sinh? À như vậy đầu năm thì lớp 2A là đang có 31 học sinh rồi. Tuy nhiên đến đầu học kỳ 2 thì lớp 2A lại có thêm 4 học sinh chuyển đến. Như vậy để tính được khi đó lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh các con sẽ sử dụng phép tính gì đây ạ? Nào chúng mình sẽ sử dụng cho cô phép tính gì đây nhỉ? À rất là chính xác các con sẽ sử dụng cho cô phép tính cộng nhé. Cô có lời giải như sau. Lớp 2A có tất cả số học sinh là 31 cộng 4 bằng 35 học sinh. Đáp số 35 học sinh. Đơn giản đúng không ạ? Rồi chúng mình sẽ chuyển cho cô sang bài số 5 nào. Bài số 5, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào các ô trống thích hợp. Với ý đầu tiên, 60 cộng 30 và 100, chúng mình sẽ điền dấu như thế nào? Thì bước 1 các con sẽ phải tính cho cô, xem là ở vế trái có kết quả bằng bao nhiêu trước nhé. 60 cộng 30 thì sẽ bằng 90. Đúng chưa? À vậy là các con thấy là 90 thì chắc chắn là nhỏ hơn 100. Các con sẽ điền cho cô dấu nhỏ hơn. Tương tự nào. 100 trừ 50 và 40. À bằng cách tương tự cô cũng sẽ tính 100 trừ 50 thì sẽ bằng 50. Ở đây thì chúng mình thấy là chữ số ở hàng chục là 5 và 4 thì 5 thì lớn hơn 4 đúng không? Vậy có nghĩa là 50 sẽ lớn hơn 40. Như vậy các con sẽ điền dấu lớn hơn. Ý B nào. Ý B thì chúng mình sẽ phải tính cho cô cả hai vế. Ở đây cô sẽ tính vế trái trước này. 50 cộng 20 cô được 70. Và ở vế phải 20 cộng 50 cô cũng sẽ được 70. À như vậy ở đây chúng ta có thể điền dấu gì đây ạ? À chúng mình sẽ điền cho cô là dấu bằng đúng không? Ý cuối cùng nào. Cô sẽ tính 40 cộng 40 trước nhé. À 40 cộng 40 thì sẽ bằng 80. Tương tự với bên kia, 100 trừ đi 10 cô được là bằng 90. À đây chúng ta thấy 80 và 90 thì 8 thì nhỏ hơn 9 rồi. Như vậy 80 sẽ nhỏ hơn 90. À vậy là điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ điền dấu nhỏ hơn, đúng chưa? vậy là cô trò chúng mình đã đồng hành với nhau hoàn thành xong bài tập số 5. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài số 5, ôn tập phép cộng Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100, tiết 2. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cho cô vào bài tập số 1 nào. Điền đúng hoặc sai vào các ô sau đây. Như vậy là để kiểm tra xem là các phép tính này đúng hay sai, mình sẽ cùng cô kiểm tra lần lượt bắt đầu từ phép tính đầu tiên. 53 cộng 5. À, trước hết là các con thấy là phép tính này thì đã đặt thẳng hàng nhau rồi đúng không? Hàng đơn vị, thẳng hàng đơn vị này. Rồi chúng mình sẽ cùng cô cộng nhé. Cô có 3 này, cộng 5 bằng 8. 5 hạ xuống. À, như vậy phép tính này là một phép tính. Phép tính đúng này. Ý B, 84 trừ 3. Ở đây cô có thể kết luận được ngay phép tính này sẽ là sai. Tại sao đây ạ? À rất là chính xác. Chúng ta thấy là số 3 thì đang không đặt thẳng hàng đúng không? Số 3 chúng mình phải đặt thẳng hàng với hàng đơn vị. Có nghĩa là thẳng hàng với số 4 như vậy phép tính này vì chưa đặt thẳng hàng nên chắc chắn kết quả sẽ sai. Câu C nào. 45 cộng 32. Cô có 5 cộng 2 bằng 7. 4 cộng 3 cũng bằng 7. À, vậy là phép tính này là một phép tính đúng này. Phép tính cuối cùng, 98 trừ đi 67. Cô có 9 trừ 8. À cô xin lỗi 8 trừ 7 bằng 1. 9 trừ 6 bằng 3. À vậy là phép tính này cũng là một phép tính. Phép tính đúng. À, như vậy ở bài tập số 1 chúng ta có 3 câu đúng và một câu sai. Chuyển cho cô sang bài số 2 nào. Bài số 2 yêu cầu các con lại thực hiện cho cô các phép tính sau đây. Ý A nhỏ. 50 cộng 8 bằng 58. 35 trừ 5 bằng 30. 4 cộng 70 bằng 74. Rất là đơn giản đúng không? Ý B nào. 27 cộng 40 cô được kết quả bằng 67. 86 trừ đi 30 thì sẽ bằng 56. Và cuối cùng 73 trừ đi 23 thì sẽ bằng 50. Đúng chưa nhỉ? Rồi vậy là Cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2. Mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài tập số 3 nào. Bài số 3. Hãy tô màu đỏ vào những ô tô ghi phép tính có kết quả bé hơn 40 và màu xanh vào những ô tô ghi phép tính có kết quả lớn hơn 70. Như vậy để tô được các màu vào những chiếc ô tô mình sẽ cùng cô kiểm tra xem là kết quả của những chiếc ô tô này là bao nhiêu nhé. Đầu tiên nào. Cô có 70 cộng 9 thì sẽ bằng 79. 79 thì lại là một số lớn hơn 70, đúng chưa? Vậy ô tô này cô sẽ tô được màu xanh. Tiếp tục nào, ô tô thứ hai. 43 cộng 3. À 43 cộng 3 thì là 46. Mà 46 thì lại à không bé hơn 40 mà cũng không lớn hơn 70. Như vậy ô tô này chúng ta không tô màu gì nhé tiếp tục ô tô thứ ba nào. 90 trừ 60. À cô có 90 trừ 60 thì sẽ bằng 30. Mà 30 thì là một số bé hơn 40. Vậy cô có thể tô màu đỏ cho ô tô này. Tiếp tục ô tô thứ tư. 36 cộng 2. 36 cộng 2 thì bằng 38. Mà 38 thì lại là một số bé hơn 40. Như vậy ô tô này cô cũng có thể tô được màu đỏ. Ô tô thứ năm nè, 100 trừ đi 60. 100 trừ 60 thì sẽ bằng 40. Mà 40 thì à, không thể nào là một số bé hơn 40 nhé các con chú ý này. Thế nên ô tô này chúng mình cũng không tô màu gì hết. Ô tô cuối cùng nè, 84 trừ đi 4. Cô được kết quả bằng 80. Mà 80 thì lại lớn hơn 70. À, vậy có nghĩa là ô tô này cô sẽ tô được màu xanh. À, tổng kết lại ở bài tập số 3, mình có hai ô tô được tô màu xanh và hai ô tô được tô màu đỏ. Được chưa nhỉ? Rồi chúng ta cùng chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Hãy viết chữ số tích hợp vào những ô trống sau đây. À, chúng ta sẽ cần điền các số tích hợp vào những ô trống còn thiếu này để được một phép tính hoàn thiện. Đầu tiên cô sẽ có chúng mình cộng lần lượt từ hàng đơn vị trước. kiểm tra cho cô xem là số 5 cộng với số bao nhiêu để được số 8 nhỉ? Nào, số 5 cộng thêm mấy để bằng 8 đây ạ? À rất là chính xác, cô sẽ có số 5 cộng với cộng với 3 sẽ bằng 8 đúng chưa? Tiếp tục nào. 4 cộng 3 thì cô sẽ được là 7. Rồi tương tự với ý B, Ý B là phép tính trừ, chúng mình chú ý cho cô này. 9 trừ 7 thì sẽ bằng bằng 2. Và bao nhiêu trừ đi 2 sẽ bằng 5 đây nhỉ? Nào số mấy trừ đi 2 để được số 5 đây ạ? À chúng ta sẽ có số 7 đúng không? 7 trừ 2 cô sẽ được 5. Ý C nào. 6 cộng mấy bằng 9? À chúng ta có 6 cộng 3 bằng 9 và 3 cộng 4 thì sẽ bằng bằng 7 rất là đơn giản đúng không? Câu cuối cùng nào. Câu cuối cùng của chúng mình tiếp tục là một phép trừ. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra cho cô xem là số nào trừ đi 5 để được kết quả bằng 1. À cô có số 6 trừ đi 5 sẽ bằng 1 đúng chưa? Tiếp tục nào. 8 trừ đi bao nhiêu để bằng 4 đây ạ? À số 8 trừ đi trừ đi 4 sẽ bằng 4, đúng chưa? Rồi chúng ta sẽ cùng cô tiếp tục chuyển sang bài số 5 nhé. Bài số 5. Bạn Nam có 37 viên bi màu xanh và màu đỏ, trong đó có 13 viên bi màu xanh. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ? À như vậy để tính được xem là bạn Nam có bao nhiêu viên bi màu đỏ thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì đây ạ? Nào chúng mình thực hiện cho cô phép tính gì nhỉ? À các con sẽ thực hiện phép tính trừ đúng không? Chúng mình sẽ lấy tổng số viên bi là 37 trừ đi số viên bi màu xanh là 13 thì chúng ta sẽ được kết quả của số viên bi màu đỏ. Ở đây cô sẽ có lời giải như sau. Nam có số viên bi màu đỏ là 37 trừ 13 bằng 24 viên bi. Đáp số 24 viên bi. Được chưa ạ? như vậy là cô trò chúng mình cũng đã thực hiện xong bài tập số 5 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài số 5, ôn tập phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Tiết 3. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát cho cô vào bài tập 1 nào. Ý A nhỏ. Hãy tô màu vàng vào những quả xoài ghi phép tính có cùng kết quả. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng với thực hiện cho cô các phép tính trong những quả xoài trước nhé. Quả xoài đầu tiên nào. 35 cộng 52. Cô sẽ được kết quả bằng 87. 79 trừ 6 sẽ bằng 73. 7 cộng 80 bằng 87. 65 trừ đi 5 bằng 60. À, như vậy sau khi thực hiện phép tính xong thì cô thấy là quả xoài thứ nhất và quả xoài thứ ba thì có cùng chung kết quả là 87. Đúng chưa? Như vậy chúng mình sẽ tô cho cô. À tô màu vào hai quả xoài này. Chúng ta thực hiện tô màu vàng nhé. À, rất là đơn giản đúng không? Ý B nào, Hãy tô màu xanh vào quả cam ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Ở đây cô có 4 quả cam. Như vậy để tìm được xem là quả cam nào có phép tính ghi phép tính có kết quả lớn nhất thì chúng mình sẽ cùng cô thực hiện đi tính kết quả của từng quả cam trước này. Quả cam đầu tiên 98 trừ 63 thì sẽ bằng 35. Quả cam thứ hai 54 cộng với 5 cô được 59. 25 cộng với 40 cô sẽ có bằng 65 và cuối cùng 78 trừ đi 20 thì sẽ bằng 58. Như vậy sau khi cô đã thực hiện xong phép tính rồi, ta có thể thấy ngay quả cam số 3 là quả cam có kết quả lớn nhất, đúng chưa nhỉ? Ứng với kết quả là 65. À như vậy, chúng mình sẽ tô cho cô màu xanh vào quả cam số 3. Được chưa? Rồi vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập số 1. Mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 2 nào. Hãy viết chữ số tích hợp vào những ô trống sau đây. À, với ý A, kiểm tra cho cô xem là 70 cộng với bao nhiêu để bằng 100. À, chúng mình có 70 cộng với bao nhiêu để bằng 100 đây ạ? À, cô sẽ có 70 cộng 30 bằng 100. Đúng chưa? Câu B nào. 100 trừ 60 thì sẽ bằng 40. Câu này rất là đơn giản rồi. Câu C nào. 90 trừ đi bao nhiêu để bằng 80? Nào, 90 trừ đi bao nhiêu để bằng 80 đây ạ? À trừ đi. Trừ đi 10 đúng không? Và câu D, cô sẽ có 40 cộng 60 bằng 100. Bằng cách tương tự như vậy chúng mình cũng sẽ thực hiện cho cô bài tập số 3, tính hai ý sau. Với hai phép tính này các con sẽ thực hiện lần lượt cho cô từ trái qua phải. Ví dụ ở ý A, chúng ta thực hiện lấy 25 cộng 42 trước. Sau đó được bao nhiêu các con sẽ trừ đi 30. Đầu tiên cô sẽ có này, 25 cộng 42 sẽ bằng 67 và trừ đi 30 thì cô sẽ được kết quả bằng 37. Đúng chưa nhỉ? Tương tự nào. Ý B, cô sẽ có 89 trừ đi 57 sẽ bằng 32. Và 32 cộng với 46 cô thu được kết quả bằng 68. À cô xin lỗi 78. Đúng chưa nhỉ? Rồi vậy là ở cây A và ý B cô thu được kết quả là 37 và 78. Đúng chưa? Rồi chúng mình sẽ tiếp tục chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Bài số 4. Một ô tô có 45 ghế ngồi cho hành khách, trong đó có 31 ghế đã có hành khách ngồi. Hỏi trên ô tô còn bao nhiêu ghế trống? À bắt đầu là chúng mình đã có 45 ghế ngồi này. Trong đó thì đã có 31 ghế ngồi rồi. Như vậy hỏi là xem là còn lại bao nhiêu ghế trống thì các con sẽ thực hiện phép tính gì đấy ạ? Nào chúng mình sẽ thực hiện cho cô phép tính gì đấy nhỉ? À chúng mình sẽ thực hiện cho cô phép tính trừ nhá Cô sẽ có lời giải như sau Trên ô tô còn số ghế trống là Các con sẽ lấy tổng số ghế là 45 Trừ đi số ghế đã có hành cách ngồi là 31 Cô thu được kết quả bằng 14 ghế Đáp số 14 ghế Đúng chưa? Vậy là trên ô tô thì còn 14 ghế trống. Bài số 5 nào. Bài số 5 chúng mình hãy viết chữ số thích hợp vào các ô trống sau đây. Với bông hoa đầu tiên các con có thể thấy là à chúng mình có 3 cánh hoa ứng với 3 số là 5, 2 và 20. Nhụy hoa ở giữa thì sẽ là số 27. Như vậy ở đây chúng mình sẽ cùng cô tìm ra quy luật nào. À cô thấy là tổng của ba cánh hoa thì sẽ được kết quả ở nhụy hoa. Đúng chưa? Cô có 20 cộng 5 cộng 2 thì sẽ bằng 27. Đúng không ạ? Tương tự với bông hoa thứ hai cũng như vậy. Cô có 31 cộng 12 cộng 10 sẽ bằng 53. Như vậy ở đây cô cũng sẽ có tổng của ba cánh hoa bằng 65. 40 cộng 20 thì bằng 60 rồi. Như vậy 60 sẽ cộng thêm bao nhiêu để bằng 65 đây nhỉ? Nào số 60 cộng thêm bao nhiêu để bằng 65 đây ạ? À chúng ta sẽ có là cộng thêm, cộng thêm 5, đúng không? Vậy là số mà điền vào ô trống ở đây sẽ là số 5. Cô có 40 này, cộng với 20, cộng với 5 thì sẽ bằng 65. Rất là đơn giản đúng không? Ở vậy là câu trò chúng mình cũng đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 5 và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt